thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đã tiến hành giãn cách xã hội, yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết. Người dân chủ yếu ở nhà, việc sử dụng các thiết bị điện gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ hết sức nguy hiểm. Do đó, người dân cần trang bị các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy trong thời gian giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Làn sóng COVID-19 lần thứ tư bùng phát lan ra nhiều địa phương trên cả nước. Dịch diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên từ tháng 7 năm 2021, 19 tỉnh thành phía Nam đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác cũng áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để phòng chống dịch, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men. Trong thời gian giãn cách xã hội, cửa hàng tạp hóa của bà Trường vẫn hoạt động để phục vụ nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân. Với đặc điểm kinh doanh nhiều mặt hàng nên việc bố trí hàng hóa thường được tận dụng triệt để. Dây dẫn nối, đấu nối tùy tiện, bình chữa cháy dù được trang bị đầy đủ, song khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì vị trí, khoảng cách đặt bình này lại khó tiếp cận nhanh chóng. Về cái bình chữa cháy ấy, thì đã hướng dẫn chúng tôi sử dụng bình chữa cháy này và cách bảo quản này, cách sử dụng này thì tôi thấy rất là tốt. Khi mà đoàn đến xong rồi thì đúng là chúng tôi cũng hiểu ra được rất là nhiều những cái hiểu biết rất nhiều về cái việc phòng cháy chữa cháy. Giãn cách xã hội, nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt của người dân sẽ tăng đột biến. Đặc biệt là các thiết bị sinh nhiệt như bóng đèn, máy sấy, lò vi sóng. Bên cạnh đó là hệ thống làm mát công suất lớn, tiêu thụ điện năng cao như quạt điện, điều hòa, tủ lạnh cũng sẽ gia tăng đáng kể. Nếu không tính toán điện năng, tải trọng của hệ thống dây dẫn trong gia đình sẽ dẫn tới nguy cơ chập cháy quá tải. Với những gia đình có con nhỏ phải nghỉ học ở nhà mùa dịch như gia đình chị Trần Thu Trang, thì vấn đề sử dụng điện lúc nào cũng phải tính toán hợp lý để tránh quá tải, chập chờn. Do dịch bệnh giãn cách xã hội, gia đình ở nhà nhiều, trẻ con và người già thì cũng bí bách. Nên là trẻ con ở nhà thì các cháu thường xem TV rồi chơi học cũng phải học online nhiều. Nên là gia đình tôi cũng sử dụng điện cũng tăng cao và cái nguy cơ xảy ra cháy nổ thì cũng có. Nên là tôi cũng phải chú ý nhắc nhở mọi người là khi dùng xong các thiết bị điện thì phải luôn phải nhớ là khi không sử dụng nữa thì phải tắt đi. Khi đun nấu tôi cũng tránh vào những giờ cao điểm và đun ít, sử dụng ít các thiết bị cùng một lúc để giảm tải đỡ được cái nhu cầu sử dụng điện. Trẻ con thì tôi cũng phải thường nhắc nhở các cháu là khi mà không sử dụng đến các thiết bị điện nữa thì các cháu phải tắt. Đi đến đâu thì mới bật đến đấy. Các thiết bị tivi các thứ mà không dùng đến tối thì từ nhà tôi cũng phải ngắt các thiết bị đó. Còn như gia đình chị Thái Thị Minh Loan, từ khi giãn cách xã hội đợt 4, cả 5 thành viên trong gia đình gần như dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Do hạn chế ra ngoài nên chị thường mua số lượng thức ăn đủ để gia đình sử dụng trong thời gian từ 4 cho đến 5 ngày. Thực phẩm được sắp xếp gọn gàng và trong túi bóng để ngăn nắp trong tủ lạnh. Các thiết bị điện được sử dụng liên tục trong ngày khiến cho chị bày tỏ không ít lo lắng khi cháy nổ có thể xảy ra nếu thiết bị điện quá tải. Trong gia đình nhà chúng tôi thì cái gì sử dụng được trong ngày, ví dụ như bóng điện mình sử dụng bộ phòng nào thì mình lên bật ở phòng đấy.
mà mình đi ra thì cũng tắt đi hoàn toàn, hoặc là tối đến thì trước khi đi ngủ mình cũng lên kiểm tra lại hoàn toàn cái ổ điện, cái những cái gì mà nó không liên quan lắm, nó không cần thiết lắm cho phục vụ cá nhân trong gia đình thì mình lên tắt đi, vừa tiết kiệm điện mà vừa an toàn cho gia đình mình trong cái giấc ngủ. Tất cả các ổ điện hoặc là những cái đường dây cũng làm cho nó chắc chắn, an toàn. Với thứ hai nữa là cũng lưu ý là cũng lên dùng cái bình xịt. Thì có cái sự gì đấy thì mình lên dùng cái bình xịt, thì mình xịt thì nó dập tắt lửa thì nó nhanh hơn. Trước tính chất phức tạp của cháy nổ, ngay từ khi bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động xây dựng kế hoạch, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền phòng chống dịch, kết hợp với các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình. Sử dụng bếp điện hay bếp ga các thứ này khác thì bếp điện và bếp từ thì chúng tôi là thường thường là cứ hay quên, tức là cứ nấu xong là cứ bỏ đấy, không tháo bỏ sạc ra. Không, thế thì bây giờ các anh nói đến các anh tuyên truyền thì chúng tôi rút kinh nghiệm. Đồng chí trong cái ban phòng cháy chữa cháy đã tới tuyên truyền cho tất cả những hộ kinh doanh như bọn em để biết thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn ạ. Về cái hiện tượng như là cái bạn lạnh ở bên em cắm rất là nhiều ổ điện cùng một lúc ạ. Thì cái này em cũng sẽ phải lưu ý hơn ạ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên toàn bộ cửa hàng, cửa hiệu không thiết yếu đều phải đóng cửa. Mọi người được yêu cầu ở nhà và tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Đây là những biện pháp cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh. Song đối với công tác phòng cháy chữa cháy thì được dự báo sẽ gia tăng nguy cơ cháy nổ liên quan đến việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Các thành viên tập trung ở trong nhà thì sẽ có một số các cái nguy cơ xảy ra cháy nổ. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta phải nói đó là hệ thống điện. Đây đặc biệt là đây thời điểm cũng đang vào dịp mùa hè thì lượng sử dụng, công suất sử dụng các cái thiết bị tiêu thụ điện của chúng ta là tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là các cái thiết bị làm mát, ví dụ như điều hòa, quạt, quạt hơi nước vân vân. Đấy là một trong những cái thiết bị tiêu thụ điện với công suất cao và có thể gây nguy cơ xảy ra cháy nổ. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta với cái khi mà số lượng người ở nhà nhiều và trong thời gian thường xuyên thì cái việc chúng ta sơ suất bất cẩn cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến các cái nguy cơ xảy ra cháy nổ. Ví dụ như khi đun nấu quên không tắt bếp, hoặc là khi nạp sạc các cái thiết bị điện mà chúng ta để quá đêm vân vân, hoặc là một số các cái nguy cơ xảy ra cháy nổ khi chúng ta ở nhà quá lâu mà các cái phương tiện giao thông chúng ta không sử dụng đến mà để lâu, ví dụ như ô tô xe máy có thể là do sự cố hoặc là do chuột cắn dẫn đến các cái nhiên liệu bị rò rỉ và kết hợp với nguồn nhiệt có thể gây cháy. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong thời gian các địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã có nhiều vụ cháy trong khu dân cư xảy ra, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 497 vụ cháy. So với tháng 6 năm 2021, số vụ cháy tăng 29 vụ và tăng 6,2%. Đáng chú ý, có 317 vụ cháy và sự cố cháy xảy ra ở khu vực thành thị, chiếm 63,78% tổng số vụ. Trong đó, tình hình cháy tại nhà dân vẫn diễn biến phức tạp. 62 vụ cháy chiếm 12,68% tổng số các vụ cháy. Điều đáng nói là các vụ cháy thường xuyên xảy ra vào ban đêm. Nguyên nhân cháy do sự cố về điện vẫn chiếm tỷ lệ cao với khoảng 70%. Phổ biến vẫn là do người dân vi phạm các quy định an toàn trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện một cách tùy tiện, không kiểm soát được mức độ an toàn. Trước những nguy cơ tiềm ẩn trên, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra và kịp thời thay thế các đường dây điện và hệ thống thiết bị điện bị rò rỉ điện hoặc hư hỏng. Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn sử dụng điện, không tàng trữ các chất dễ bắt cháy như xăng, dầu trong khu vực cách ly.
mỗi nhà nên trang bị ít nhất một bình chữa cháy tại chỗ và khoảng cách di chuyển đến bình chữa cháy không quá 20 mét. Cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án thoát nạn để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, khu phong tỏa phải chuẩn bị đầy đủ và sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, búa, rìu phá rỡ. Việc sử dụng cái nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện. Trong đây đầu tiên nói đến là cái việc sử dụng điện thì chúng ta cần lưu ý sử dụng với công suất đảm bảo theo cái công năng sử dụng của các thiết bị, không sử dụng quá. Ví dụ như chúng ta có thể thấy điều hòa chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó tắt đi để cho cái hệ thống cục nóng được nghỉ ngơi, sau đó khi cần thiết thì chúng ta lại sử dụng. Và ví dụ nhiều người trong cùng một gia đình thì ở chung thì mỗi người một phòng chẳng hạn, nhưng đến thời điểm ví dụ vào ban ngày thì chúng ta nên ở tập trung, hoặc là chúng ta sử dụng quạt để tránh cái sử dụng điện quá nhiều gây cái sự cố quá tải. Cái thứ hai đó là đối với cái sử dụng các cái thiết bị mà đối với các ô tô xe máy, khi chúng ta để ở nhà không sử dụng thì chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên. Nếu chúng ta ngửi thấy có những mùi, ví dụ mùi xăng dầu bay ra thì chúng ta cần phải kiểm tra các thiết bị để tránh trường hợp mà rò rỉ các cái nhiên liệu dẫn đến là nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà phát sinh ra gây cháy nổ. Cái thứ ba là khi đun nấu đối với các cái thiết bị mà sử dụng bếp điện, bếp từ, bếp ga thì chúng ta phải lưu ý là khi đun nấu xong phải tắt bếp, khóa van của bình ga để tránh cái việc rò rỉ khí ga, và kiểm tra bảo dưỡng các cái hệ thống thiết bị của cái bình ga, ví dụ như đường dây dẫn, van khóa, khớp nối giữa bình ga và bếp ga. Và một cái khuyến cáo nữa, đây là một trong những cái thời gian mà chúng ta đang ở gia đình, có thời gian ở gia đình thì chúng ta nên tổng kiểm tra các cái thiết bị tiêu thụ điện, đường dây dẫn, và đặc biệt là kiểm tra về các cái đường và lối thoát nạn, xem đã đảm bảo gia đình nhà chúng ta đã có lối thoát nạn phụ hay chưa. Nếu chưa có thì chúng ta cố gắng thiết kế cái lối thoát nạn phụ để nếu như không may có sự cố thì chúng ta có thể thoát nạn ra ngoài một cách an toàn. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo trong thời gian giãn cách xã hội, đối với nhà có thiết kế ban công cần đảm bảo thông thoáng. Người dân không che chắn ban công như lô ra thành phòng, không lắp đặt lồng sắt, lưới sắt gây cản trở việc thoát nạn và cứu người khi sự cố xảy ra. Trường hợp muốn trang bị cửa cuốn, cửa trượt, lưới sắt với mục đích bảo vệ tài sản, chủ cơ sở, chủ hộ kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy. Họ cơi nới chuồng cọp để phục vụ mục đích là để đồ đạc cái thứ cho tiện, và họ cũng có lắp những cái cửa để mở ra khi có sự cố như thế này. Nhưng đa phần cũng có các hộ ở đây là họ hàn chết chuồng cọp đối với cả khối nhà của mình. Thì cái việc mà họ làm như thế thì rất là ảnh hưởng và nguy hiểm khi có cái vấn đề xảy ra liên quan đến về những cái hỏa hoạn hay cháy chập điện tại khu tập thể này. Trong trường hợp xảy ra cháy nổ, nếu phát hiện ngọn lửa còn ở phạm vi cục bộ và chưa lan rộng nghiêm trọng, người dân cần phải dùng ngay bình chữa cháy. Nếu bình chữa cháy không có tác dụng và lửa bắt đầu lan, hãy rời khỏi nhà ngay lập tức. Đặc biệt, người dân không nên ở lại để lấy của cải, giấy tờ hoặc gọi điện thoại cho cứu hỏa khi còn trong nhà. Hãy cố thoát ra ngoài mới tìm cách liên lạc ngay với lực lượng cứu hỏa. Việc đầu tiên đó là khuyến cáo mọi người dân là tuyệt đối không đi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà để xem. Những người có đủ sức khỏe, có đủ năng lực thì chúng ta hỗ trợ phối hợp với các cái lực lượng khi tổ chức tham gia chữa cháy. Còn những người không có năng lực, không có đủ sức khỏe, chúng ta nên ở, tất cả mọi người nên ở trong nhà. Cái thứ hai đó là khi xảy ra sự cố cháy thì đối với các cái chính quyền địa phương thì hiện nay chúng ta thấy là ở các cái thôn xóm ấp bản chúng ta thấy đều có các cái tổ COVID cộng đồng và các cái tổ mà bảo vệ. Thì những người đó là những người cố gắng là phát huy vai trò nòng cốt của mình để tham gia việc chữa cháy và cứu người bị nạn. Đồng thời với việc đó là những gia đình nếu như không may xảy ra sự cố và những người phát hiện ra đám cháy thì ngay lập tức phải gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy qua số 114, và đồng thời đó là làm các cái thao tác ví dụ như là ngắt cầu giao điện, hô hoán báo động, cứu người, cứu tài sản và
phối hợp với cơ quan chức năng trong việc chữa cháy và cứu người bị nạn.